Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của AB Shop. Hôm nay thì em làm clip giới thiệu đến các anh một cái mẫu tàu lọc thuốc lá đến từ thương hiệu Zobo. Zobo là một trong những thương hiệu cung cấp tàu lọc thuốc lá nổi tiếng hàng đầu thế giới về những cái mẫu tàu lọc dành cho thuốc lá. Và thương hiệu Zobo này thì đến từ Trung Quốc anh nhé. Nhưng mà các anh hoàn toàn yên tâm bởi vì thương hiệu này đã được công nhận trên toàn thế giới và được rất là nhiều người tin dùng. Hộp hai lớp rất là sang trọng như thế này rất là phù hợp cho các anh làm quà tặng biếu sếp, bạn bè, đối tác và đồng nghiệp luôn, cực kỳ là ok. Hộp bên trong còn được làm bằng gỗ cơ, rất là sang trọng đấy, rất là sang trọng, gỗ thật luôn, cầm rất là mịn. Cái mẫu này thì có mã hàng là ZB219, mã hàng thì em có để trên góc trái màn hình, chính vì vậy là khi mà đặt hàng các anh vui lòng nhớ chính xác của em mã hàng để em giao hàng đến nơi được đúng theo ý của các anh, đúng mẫu các anh đặt. Đấy, các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào tìm kiếm là ZB219 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là xem hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau. Bộ sản phẩm bao gồm là một hộp tàu gỗ như thế này và một bộ dụng cụ sơ cua và một chiếc tàu. Em sẽ khui chiếc hộp sơ cua này trước, sẽ có bao gồm những cái gì. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đầu tàu để thay thế để sơ cua khi mà cần thiết, và chúng ta có một cây thông để vệ sinh khi mà bẩn, và hai cái gioăng để sơ cua. Ok, rất là đơn giản, nhưng mà Zobo rất là chu đáo, hầu như mẫu tàu nào của Zobo cũng đều được tặng những cái bộ đồ sơ cua như thế này. Đây là một chiếc tàu của chúng ta. Chất tàu này rất là ấn tượng, hình con rồng cuốn nổi xung quanh luôn, mạ vàng rất là sang trọng, nhìn rất là đẳng cấp. Cầm ở trên tay khá là chắc tay bởi vì nó là nguyên khối, chính vì vậy cầm rất là đẹp và sẽ rất là bền, chính vì vậy rất là bền đây. Đấy, mạ vàng rất là đẹp, các chi tiết hoàn thiện rất là tinh xảo luôn. Đấy, đây là nó tàu, nó tương thích với lại điều to các anh nhé, tương thích với điều to. Ở đây là chúng ta có thể tháo ra để vệ sinh được. Đấy, các anh có thể tháo ra chỗ này được chưa? Đấy, tháo ra để vệ sinh cái phần đầu sơ cua, hoặc là các anh có thể tháo ra vệ sinh tất cả các bộ phận bên trong đó, các anh cứ rút thôi. Ở đây là bộ lọc của chúng ta có các lỗ sâu li ti, các anh cần thông cái lỗ này khi mà cảm thấy tắc đó, các anh có thể vệ sinh sạch. Cách hướng dẫn sử dụng thì Ambe Shop đều có bài hướng dẫn sử dụng cũng như có clip hướng dẫn sử dụng trên kênh YouTube Ambe Bật Lửa Đẹp, các anh có thể xem ở trên kênh YouTube Ambe Bật Lửa Đẹp cho em nhé. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể bấm mua luôn ở trên website giúp em nhé. Hoặc là anh nào mà muốn tiết kiệm thời gian, các anh gọi lại cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Đấy, xin cảm ơn các anh rất là nhiều.